mới chạy. Ê, 3 vòng em hiểu không? Em thế này hỏi lấy nét là như thế nào đúng không? Zoom như thế nào đúng không? Zoom thì em zoom trực tiếp bằng cái này được không? Đây là lấy nét này. Mà tùy máy. Cái máy nào em mà ghi này đặc biệt máy nào? Một cây focus. À, một cây trình khẩu. Một vòng trình khẩu. Giờ nói cái này, nói cái này sao? Đấy, cái này là khẩu, khẩu đầu đúng không ai? Là ánh sáng hả? Khẩu. Khẩu. Khẩu đâu sáng ta? À. Ở đây. Đâu? Cái này hình như không có khẩu giống kia đâu. Em mượn mà. Cái này là sáng nè. À. Cái này là zoom ba zoom vào nè. Đây khẩu. Này hay mình lên khẩu thì là sáng tối khẩu 2.8 này. Có hay được khẩu 2.8 không em? Khẩu còn thấp hơn nữa. Rồi tiếp đạo diễn. Nó 1.9 luôn này. Tiếp. Thấy không? Ở đây là zoom. À, zoom đúng rồi. Vâng, ở đây là focus lấy nét hay không nét. À. Ờ. Được chưa? Dạ. Ủa còn cái giữa này là cái gì? Giữa gì? Cái này nè. Cái dòng giữa này nè. Cái dòng đó. Tao xem nào. Nhiều khi xài không hết luôn á. Mày quay xuống đây đi. Đây là lấy nét đúng không? Qua lấy nét đúng chưa? Rồi, cái ngoài cùng mà lấy nét cái bự. Rồi. Cái này em hỏi cái này đúng không? Zoom này. Ừ, zoom còn cái giữa này nè. Cái giữa đấy dần nó thấy xoay gì hết luôn. Anh cũng chưa biết nè. Nè, còn cái này là khẩu đầu này. Ừ. Muốn xóa phông cái gì hoặc là như thế nào cho ý đồ của đạo diễn, ý đồ của cái phim thôi nhá. Ừ. Khẩu này, khẩu nó có tác dụng như vậy, không? Cho ý đồ thôi nhé. Khẩu của độ này. Ừ. Nhá, cái này khẩu 1.9 luôn. Xuyên. Rồi, không biết cái này bao nhiêu? 1.8. Cái này hơn mà. Anh đang nói này là âm thanh gì đúng không? Âm thanh đây. À, vô đây đúng không? Rồi vô mấy cái gì menu. Không, âm thanh này này. Cái này lại mic trực tiếp này. Nó có cái đường lấy mic trực tiếp này. Mic của cam. Mic hiện trường. Là cúp cái mic này nó cấp mic của camera. Đấy, làm sao là lấy âm thanh ở ngoài vào. Âm thanh ở ngoài vào. Dạ. Lại vào hai đường này. Hoặc channel 1, channel 2, kênh 1, kênh 2. Nếu mà mình sẽ có một cái mic mình ví dụ mình phát biểu thì mình phỏng vấn một hoặc hai đều được không tùy. Dạ. Em phỏng vấn các bạn mà không nó dùng mà cái mic của các bạn là nó dùng để cấp điện trực tiếp là phantom ấy thì cầm ở trước này này. Dạ. Mic của loại mic này này các bạn thì cái này cũng phỏng vấn được chứ không phỏng vấn được đây mình nhá. Mọi người thường phải hài để ý nha. Dạ. Khi lúc mà anh Tòng không cấp cho em một cái mic phỏng vấn. Dạ. Thì luôn trong ba lô phải có một cái dây là Canon. Dạ. Nối dài ra để nối. Cái này cũng vẫn cái này em đặc biệt là rất là an toàn. Dạ. Em không cần đôi pin. À. Anh tổng cấp cho em cái phải đôi pin. À. Đây anh mới đôi pin vẫn đây thì em cái đầu nó căn nông. Dạ. À. Chứ để đây khoảng cách nó hơi xa. Vậy thì ví dụ như mà em nói cái vô với cái căn nông á thì cắm ở đây em cắm trực tiếp vào đó luôn. Ừ. Không cần phải cắm ba sau này nữa hả? Sau này thì ở ngoài cái này mic của máy mà. À, okay. Đúng không? Chưa. Yeah. Khi em nói đó bây giờ em mở cái đó đi em nói em thấy tín hiệu nó nhảy ở đây nè. Nhớ kiểm tra đồng hồ nhưng mà sao cái đèn đồng hồ này nó không sáng. Backlight à đúng. Khi em nói tín hiệu đó, khi em nói tín hiệu nó nhảy nè. Đây volume này. Monitor này. Nó to nhỏ ở đây đúng không? To. Đấy nha. Thì mọi người nghe. Thường thì để mức nào hợp lý. Cái này không liên quan đến âm thanh. Dạ. Cái này chỉ nghe thôi, âm thanh này. Kênh 1, kênh 2. Ừ. Này cái kênh 1, kênh 2 không? Dạ. To nhỏ các bạn về kênh. Còn cái red zoom là các bạn tự xét nhá. Thì mình làm cái gì cũng để mức độ này hết ha. 12 giờ. Ừ. Còn cái này là sao anh? Chế độ thôi. Mà chế độ là gì? Chế độ này thì anh chỉ hiểu tức anh không biết cho mà anh hiểu tức anh rất là hiểu cái này vấn đề là đây. Một cái kênh 1 kênh 2 đi. Kênh dịch chat tiếng Anh là gì? Cái này dùng cho hai led này. Vài led. Bên cầm tay. Ở ngoài bây giờ cắm vào mới nói được. Ừ. Cái này là wireless được. Nó chỉnh các cái này các cái thông số ông sao tương đương với các cái thông số này này. Ở đây này. À, nó có ba chế độ này. Dạ. Tại sao lại mic, tại sao lại line? Tại sao là 48 cộng? Dạ. Anh đọc hiểu đúng không? Đây nó. Này. Line là tín hiệu đặc khuếch đại. Anh hỏi anh tín hiệu đặc khuếch đại không? Dạ. Ví dụ mixer đưa âm thanh vào đây thì em để chế độ nào? Em để chế độ mic. Sai. Mic là bể hết. À, okay. Đúng không? Để tới line là tín hiệu đặc khuếch đại. Tín hiệu mic là mixer đúng không? Còn mic là cái này thôi. Tín hiệu về cho cái đàn tất cả mọi thứ là tín hiệu đặc khuếch đại rồi. Yeah. Còn tín hiệu micro này tín hiệu trước khuếch đại. Yeah. Thì kiểu như em tưởng tượng là em đổ cái ống nước rất là to. Đúng không? Đổ vào cái lầu rất là nhỏ. Thì sao mà đổ được? Nó bị tràn ra nó bể hết. Ừ. Thì tín hiệu cái lầu này, lầu mic này rất là nhỏ. Yeah.
cái là lỗ line thì nó lớn rồi, yeah. Thì nó đổ từ Minh Châu vào đây thì tại sao nó vào đây, tại sao nó có chế độ line, tại vì nó lấy tích hợp tín hiệu đà khuếch đại rồi, okay. Vào thì mình để ra chế độ line, mic thì nó cũng nhận. Nhưng mà bây giờ em hỏi là trong trường hợp nào mình sử dụng cái nào? Thì tất cả những ngoài mic ra thì mình bỏ chế độ line, còn micro thì mình để chế độ mic là tín hiệu cho khuếch đại. Một số mic micro đã khuếch đại rồi thì mình để chế độ mic. Vậy để giữa hay để sát vào bên đây luôn? Thì đây là 48V, là những micro đó cấp 48V nó bị thu. Mày rồi không dùng pin đấy, cấp 48V thì em bị lúc bật lên nó không nhận tín hiệu thì em bị sang chế độ cấp 48V là 48V điện này này, cấp điện cho nó thì nó mới hoạt động. Thì cái máy này bắt dùng nó kể cấp luôn. Còn nếu không bình thường thì mình cứ để nó ở giữa thôi đúng không? Trời ơi, chứ nào cái nào em thì anh cắm micro, cái mic này cắm ở đây để chế độ mic. Ok. Nhá. Ví dụ mà trong màn thu thì mình để chế độ like. Tất cả cái tín hiệu cắm vào đây là khuếch đại rồi, người là tín hiệu đã khuếch đại rồi. Bây giờ em cắm cái đầu phát âm thanh đây, em cắm cái điện thoại đã khuếch đại âm thanh rồi, cắm vào đây. Cái cắm để chế độ mic thì nó không được, nhưng mà nó sẽ dễ bề hơn. Tại vì tín hiệu đó tín hiệu cho khuếch đại. Mà em vẫn chưa hiểu tín hiệu khuếch đại là như thế nào ấy nhá. Khuếch đại là làm cho lớn hơn rồi đó. Ví dụ nha. Anh nói này. Em cắm một cái micro nha. Em cắm vào điện thoại ấy. Cái điện thoại này khuếch đại rất là nhỏ. Em nghe rất là nhỏ. Cắm qua cái ly. Và em cắm qua cái micro này. Em mở lên nó lớn không? Nó rất là lớn luôn. Thì đó là khuếch đại rồi. Và làm lớn hơn rồi. Nó còn cái khuếch đại. Em chỉnh chế. Cắm cái này qua bị bể đúng không? Bề cắm cái này vào đây thì em để chế độ line nó đỡ bề hơn. Mới qua chế độ line à. Còn mình cắm cái mic thì nó cũng có tín hiệu. Còn mic 48 á là trong trường hợp là mic không dây. Không, mic mic không liên quan. Nó có một loại micro 48V thường dành cho phòng thu âm. Không, bị thường dành cho đâu, ngoài cũng rất là nhiều, phải liên quan đến thu âm. Nó cũng là mic 48V nó là mic đó là phải cấp 48V nó mới hoạt động. Có nghĩa là nó phải đúng cái tần sóng của nó. Hay ví dụ cái mic này em cắm vào điện thoại thì không bao giờ hoạt động. Tại cũng có nguồn. Bắt buộc phải có nguồn thì cái mic camera này nó có tác dụng chế độ là cấp nguồn. Và mixer thì mình có luôn luôn có chế độ là cấp 48V các bạn. Nhìn thấy sao này. Là cắm mic không có nguồn thì tăng này nó sẽ có chế độ cấp 48V. Đây nó có nguồn 48V. Đúng không anh? Đúng rồi. Gạt lên để cấp nguồn. Mà mixer số cũng vậy, tất cả mọi thứ đều các đời nền thứ mà cắm mic này nó có chế độ là cấp 48V, có thiết bị nhá. Đây sẽ hướng dẫn cho em về. Như trên này lúc trên này chúng ta còn gặp nhau về phần âm thanh. Để mình cắt cái phần âm thanh đây đi ha. Rồi, rồi. Mình đây mình quay. Tiếp tục hình ảnh. Rồi máy quay nè. Rồi. Hỏi cái gì biết anh nói chung là về mặt kỹ thuật thì anh chỉ có một cái là khi cái này nè, ngoài cái chuyện á là mấy em nhớ đa số mà khi mà là mấy em lấy âm thanh gì vô đây em nhớ á, là nó xong. Em chỉnh cái này nè, cái ngõ vô của nó khoảng phân nửa thôi. Phân nửa hoặc nhú lên tí xíu thôi. Cái này có phải là decibel không anh? Đúng rồi đó. Nó là decibel của cái ngõ vô đó, mình nói lớn nhỏ. Rồi để em nói nhanh cái này chỉ xong rồi này quay phim để nha. Để cái chỗ này nha. Anh thấy chỗ mic và channel 1 channel 2 không? Có tác dụng gì em biết không? CH1, CH2. Anh Tòng ở chỗ này không anh Tòng? Không, có này không biết. Cái này nó là channel. Không, anh có hiểu chỗ này không? CH là channel là kênh đó hả? Đúng rồi, channel là kênh. Tại sao nó có cái đó không? Cái này nó là một cái monitor. Tại vì thực tế những người làm phim mà tôi quan tâm cái này cực kỳ luôn. Này là monitor. Nha, để anh nói anh này này có hai mic channel 1, channel 2 sao không? Rồi. Các bạn cắm hai mic. Cái này cắm hai mic nhá. Các bạn để chế độ 1 này. 1 và 2. Đúng không? Đây con chế độ này. Các bạn nó sau có lần sau này còn có 4 đường out ở 4 đường in vào. Bây giờ quang kiểm tra 4 đường in đọc cho anh nghe rồi. Lấy bên này lấy bên kia. 4 đường in. Nó tương đương là 4 đường, 4 channel này. Này, 3 và 4 nằm đây này, 1 2 nằm đây, 3 4 nằm đây. Thì anh Tổng nó mặt âm thanh như anh Tổng đây bố có 4 đường in. Nhá. Được 4 đường vào. Thì tương đương nó có 4 channel. Rồi, tiếp tục này. Audio in đó là cái đường này. Tiếp tục này. Tại sao những quay phim không cần quan tâm quá gia đình này người làm phim á. Nếu các bạn để hai micro là anh với em làm hai diễn viên hoặc là hai người nói chuyện nhá. Okay. Để về ghi hình sau nhá. Okay. Thì anh để chế độ channel 1, channel 2. Yeah. Nó sẽ tách kênh ra. Anh sẽ có một like riêng. Yeah. Em một like riêng. Yeah. Mà cái này nó có 6 like, 4 like, 4 like, 4 like, 4 like riêng. Yeah. Đúng không? Thì anh sẽ nói có một đường riêng của anh, em nói có một đường riêng của em. Yeah. Không liên quan gì. Ví dụ anh hư âm thanh anh hư thì anh thay được tại vì chỗ trộn gì với em. Cứ mọi người để chế độ mic này
nó khác nhau nha. Là anh với em nói là mic lại với nhau rồi. Có nghĩa là hai cái âm thanh nó trộn lại với nhau rồi. Không, nó trộn lại với nhau và nó chia ra hai kênh thôi. Nó đã trộn lại với nhau rồi. Ok. Đâm ra về xử lý hậu viện hậu kỳ rất là khó. Khó tách ra được. Thì hai lúc anh mic anh bị rè o, anh muốn cắt cái gò đó thì anh qua một bên xử lý. Nếu cắt đèn này chế độ là chế độ 1 chế 2 là tách biệt ra. Vì nhà xử lý rất là dễ. Có nghĩa là em là một sóng riêng, anh là một sóng riêng luôn. Đó. Nếu mà muốn xử lý cái sóng của em thì em chỉ việc lấy cái sóng của em đem xử lý thôi. Không liên quan như thế này. Còn cái mix á là trộn là hai người làm với nhau rồi. Sóng nhưng mà là hai người trộn lại với nhau. Trộn lại với nhau và nó chia ra làm hai. Đúng. Thế mọi người nó hiểu nếu cái để các bạn tính ý để chỗ đó. Ví dụ các bạn đang thu cái hai người kia có một người đang bị hư, bị tiếng nói rất là nhiều vì một lý do ngoài đó mà mình không xử lý kịp, hoặc là mình bị nhiều do bóng này, thì mình để chế độ chế một chế hai riêng để mình về xử lý thằng nào xử lý cái đó. Còn lúc mà trộn vào lực rất khó xử lý. Anh có nghĩa là mình chỉ cần đẩy lên C1 xong mình đẩy qua C1 C2 là không. Cái này ví dụ cái này nó có hai tác động này, cái này liên quan cái này. Hiện tại em chỉnh cái nào, em chọn 1, 2 thông sau thôi. Thì cái này 1, 2 này có tác dụng với cái này. Em chỉnh cái này thì nó có tác dụng với 3 channel 3 channel 4. À, bên trái, cái bên trái bên phải này thôi. Thì nó có hai chế độ này. Hiểu rồi. Đúng không? Em đang chỉnh cái nào, cái này chỉ có một cái mà cái này lại có 4 cái. Vậy cái này một lần chỉ có hai người chỉnh. Đúng không? Dạ. Đúng không? Vậy thì ví dụ như là em để C1 nó có hai cái anh sau thôi mà. Ví dụ như là CH1 CH3 đi, em đẩy qua 1 2 vẫn được đúng không? Không, thì cái này không có tác dụng. Không nè, bên trái nè, 1, 2 nè, thì anh đẩy qua trái. Đúng rồi. Ờ, anh muốn channel 3, 4 thì anh đẩy qua 3, 4. Ok. Thế cái này không thể đẩy 1, 2, 3, 4 được. Cái này không 4 cái kênh. Em hiểu không? Chỉ nó một lần một cặp. Thì em chọn cặp nào em chỉnh thôi. Ok, ok. Rồi. Được chưa? 1, 1, 2, qua đạo diễn. Đọc ra kênh đạo diễn nha. Hồi tôi đăng video mới rồi nha. Dễ đơn mà. Nhưng mà em hỏi cái vụ như 1, 2 ở đây đúng không? Thì em chỉ cần đẩy lên 1 hoặc kéo xuống 2 đều được hết đúng không? Cái nào? Chẳng hạn như bây giờ em lấy hai kênh 1, 2 đi. Thì đám, em đẩy lên 1 hoặc em kéo xuống 2 đều được. 2 đặt mic rồi. Ừ. Em đẩy mic thì để dừa dừa. Không mic nè, em đẩy lên đây này, em lấy kênh 1, lấy kênh 2. Để em đẩy mic, mic cả kênh 1, 2. Còn nếu mà 3, 4 thì đẩy qua đây. Ừ, y hệt. Có nghĩa là ý em đang nói là mình kéo lên hay mình hạ xuống gì á, miễn không ở giữa là nó 1, 2 hoặc 3, 4 đều nhận được. Hiện tại là em lấy kênh 1 nè, lấy một kênh thôi. Ok. Đây không phải là tương đương với channel 1 cho 2 thôi. Em hiểu là cái này là em lấy hai kênh. Em lấy lúc hai kênh. Ok. Em lấy một kênh. Em mic luôn. Rồi. Mic hai cái là một. Mấy mà 3 kênh thì sao? 3 kênh có đâu? Nó ghi 3 4 thì sao? 3 4 là em chọn một đường khác chuyển thành 3 4. Đây nó có cái 3 4 thì tương đương em chỉnh hai cái này. Do em gạt thôi. Nhá. Nó có này, 1 2 3 4. Hiện tại em chọn đường 2 này, này. Được không? Đường 2. Đường 1. Không, em cắt đường sau, cắt đường sau. Con này có tác dụng với đường sau. Cái này mình cắt đường trước mà. Hiện tại như anh gạt này này. Cái này anh gạt lâu lắm anh mới động cái này, anh bỏ cái này 4 5 năm, 5 năm rồi. Anh mới xài âm thanh lại. Thì còn nghiên cứu cái đó vòng thôi nhá. Về các bạn bị hiểu sau này này. Âm thanh tại sao bể và không bể. Tại vì mọi người cắm sai, gạt chế độ sai. Nhá, chế độ sai thì mọi người bẻ âm thanh, bẻ coi phim để ý cái này thôi nhá. Đây nó có 3 chế độ này, live, mic và 448. Mọi người cơ cái âm thanh từ bản mixer kia thì mọi người phải gạt sang live, tại vì tín hiệu từ mixer là tín hiệu đặc quyết đại rất là lớn. Mà các bạn đổ vào lỗ nó rất là nhỏ này, các bạn đổ không kịp và đổ đó là bị tràn ra ngoài. Còn mic này chỉ... còn ví dụ các bạn lấy micro mà cái nền nó live tín hiệu rất là nhỏ mà vào cái lỗ rất là lớn thì nó cũng không ăn thua gì hết. Nó rất là noi. Em phải tăng gain, tăng gain lên cho nó to lên. Tức có nghĩa là mic thì sử dụng lại mic hoặc tất cả ra ngoài mà loa mic này kia là nó không tiền ao ao vào đây. Ao vào đây thì mình lấy là live. Chưa? Các bạn gọi là một cái hiệu rất là to ở thằng live này. Thì các bạn đẩy vô lỗ mic ấy, nó rất là nhỏ. Nó vào nó bị khó vào, nó vào không nữa. Còn ngược lại bạn là lấy tín hiệu mic này. Mà các bạn đẩy cho độ live. Thì tín hiệu rất là nhỏ mà vào cái lỗ rất là to. Các bạn đẩy lên thì bạn tăng volume lên thì nó bị noise. Ok. Đúng không? Vậy yes, đã hiểu. Vậy tóm lại cái cục này nó giống như là cái cục thu tiếng vậy á. Cả hình nữa. Thì đúng rồi, cả hình nữa. Yeah. Nếu như mà âm thanh quá cỡ thì like, còn âm thanh mà vừa phải thì... Rồi, hỏi cái gì nữa ta? Hỏi tiếp. Đánh thù hỏi. Ai thác hỏi liền. Nên tại sao anh mình nói mọi người phải liệt kê ra vậy đâu? Không, anh thấy không? Bây giờ em toàn hỏi những cái không có. Tại vì nếu mà anh tìm mình trước anh thì nói hay hơn.